Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Xin chào các bạn. Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản thì chắc chắn là không thể thiếu các thì, đúng không nào? Và chắc chắn là rất nhiều bạn học tiếng Anh sẽ không còn lạ lẫm gì với thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nữa. Tuy rằng chúng có cấu trúc và cách sử dụng rất khác nhau, tuy nhiên rất nhiều bạn vẫn hay bị lẫn lộn giữa hai thì này. Vậy nên trong video ngày hôm nay, Mel sẽ giúp các bạn phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn để các bạn tự tin hơn khi dùng chúng nhé. Đầu tiên là về khái niệm của hai thì này, thì ngay từ cái tên chúng ta đã biết được một phần nào đó về nội dung của hai thì, đúng không nào? Hiện tại đơn, present simple, nó được gọi là simple bởi vì trong cấu trúc của mình thường chỉ chứa một động từ đơn, ví dụ như là think, dance, chẳng hạn như thế. Còn hiện tại tiếp diễn thì lại được chia phức tạp hơn một chút để nhấn mạnh cái sự liên tiếp, liền mạch của hành động đang được nhắc tới. Và cái sự khác biệt này sẽ càng rõ hơn khi chúng ta tìm hiểu vào cấu trúc của hai thì này nhé. Ngay từ phần cấu trúc thì chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng giữa hai thì này, đúng không nào? Đối với thì hiện tại đơn thì chúng ta thường sử dụng động từ ở dạng nguyên thể, chỉ thêm s hoặc es đối với các ngôi như là he, she và it. Còn đối với hiện tại tiếp diễn thì chúng ta lại phải có động từ to be ứng với cả đại từ tương xứng với nó, cộng thêm động từ ở dạng tiếp diễn, tức là verb in. Sự khác biệt rõ nhất giữa hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn chính là ở cách sử dụng của chúng. Vậy nên chúng ta hãy thử xem phần quan trọng này như thế nào nhé. Đầu tiên, đối với thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta sẽ sử dụng nó để miêu tả về một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ, I am speaking right now, nghĩa là bây giờ tôi đang nói. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng dùng nó để miêu tả hành vi tại thời điểm nói, mà chúng ta còn thể sử dụng nó để miêu tả về hành động xung quanh thời điểm nói nữa. Ví dụ, I am reading a book. Ngay tại thời điểm nói này thì Mel đang không đọc một cuốn sách nào, đúng không? Tuy nhiên, khi mà Mel muốn nói với bạn bè mình rằng là dạo gần đây tớ đang đọc một cuốn sách rất là hay, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng hiện tại tiếp diễn trong trường hợp này. Hiện tại đơn có sự khác biệt, đó là nó dùng để miêu tả về một hành động hay một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày. Ví dụ, I read books every day. Tôi đọc sách mỗi ngày. Ngoài ra thì nó còn được sử dụng để miêu tả về một chân lý mà mọi người đều hiển nhiên thừa nhận. Ví dụ, water boils at 100 degrees Celsius. Nước sôi ở 100 độ. Đây chính là trường hợp mà chúng ta thể sử dụng được hiện tại đơn. Ngoài ra thì hai thì này cũng được sử dụng để miêu tả về kế hoạch đã được lên lịch trình sẵn. Với những kế hoạch hay lịch trình mang tính khách quan như là giao thông công cộng hay là lịch họp hành, chúng ta sẽ sử dụng với hiện tại đơn. Ví dụ, the train leaves at 9 a.m. Chuyến tàu khởi hành lúc 9 giờ. Tuy nhiên, đối với những lịch trình hay kế hoạch mang tính chủ quan của con người cá nhân thì chúng ta lại sử dụng với hiện tại tiếp diễn. Ví dụ, he's visiting his grandmother next weekend. Anh ấy sẽ đi thăm bà của mình vào cuối tuần sau. Tuy nhiên, lưu ý ở đây là có một số động từ chúng ta sẽ chỉ sử dụng với hiện tại đơn mà thôi. Đầu tiên là những động từ chỉ trạng thái. Thứ hai là chỉ sự sở hữu. Thứ ba là chỉ các hành động của giác quan. Thứ tư là chỉ cảm xúc. Và thứ năm là chỉ hoạt động của trí óc. Tương tự như với thì hiện tại đơn thì chúng ta cũng có những trường hợp khá đặc biệt chỉ dùng với thì hiện tại tiếp diễn thôi. Ví dụ như khi chúng ta muốn than phiền hay là phàn nàn về một thói quen khó bỏ chẳng hạn. Ví dụ, I'm always losing my keys. Tôi luôn luôn đánh mất chìa khóa của mình. Tuy nhiên là không chỉ than phiền về thói quen của bản thân mà còn cả thói quen xấu người khác chúng ta có thể sử dụng cái này. Ví dụ, he's always staying up late. Anh ta luôn luôn thức khuya. Một tips nữa để các bạn phân biệt giữa thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, đó chính là mỗi thì này đều có những dấu hiệu nhận biết đặc thù của chúng. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Đối với thì hiện tại đơn thì nó muốn ám chỉ một cái hành động lặp đi lặp lại, đúng không nào? Thế nên là những cái dấu hiệu nhận biết của nó gắn liền với những trạng từ chỉ tần suất. Ví dụ như là never, usually, constantly, every day, week và month. Còn đối với thì hiện tại tiếp diễn thì nó muốn ám chỉ cái thời điểm nói là ngay tại thời điểm hiện tại. Cái việc đó đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. Vậy nên nó sẽ có những từ nhấn mạnh cái khoảnh khắc nói. Ví dụ, right now, at the moment, at present. Ngoài ra thì còn có một số các ngữ cảnh thu hút sự chú ý hay là yêu cầu. Chẳng hạn như là look, listen hoặc là be quiet. Như vậy là trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau điểm qua cách phân biệt giữa hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn rồi, đúng không nào?
Sau đây Mel sẽ có một số các bài tập nho nhỏ để các bạn luyện tập thêm. Hãy comment xuống bên dưới câu trả lời chính xác nhé. Các bạn đừng quên comment đáp án xuống bên dưới nhé. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo khóa học tiếng Anh online của Eli ở đây để học thêm nhiều thì thú vị hơn nhé. Còn bây giờ, see you next time. Bye!